Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bắc Ninh thí điểm quản lý hội viên doanh nghiệp nhỏ và vừa theo mô hình 4.0. Hội nông dân tỉnh Hà Nam cung ứng 4.000 tấn phân bón cho nông dân. Nam Định phát triển nhiều cơ sở chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Cần xử lý dứt điểm bãi tập kết cát trái phép trên địa bàn xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên. Nguy cơ mất an ninh trật tự tại các quán game trên địa bàn thành phố Hải Dương. Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, Sở Công Thương Hưng Yên đã phối hợp với các cơ quan doanh nghiệp, cơ sở trong và ngoài tỉnh, tổ chức nhiều sự kiện xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu hàng hóa, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các cơ sở trên địa bàn tỉnh. Trong đó đã phối hợp với các ngành, các địa phương tổ chức thành công lễ hội tôn vinh nhãn lồng lần thứ nhất, hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội, hội chợ cam Hưng Yên năm 2017 và hỗ trợ kinh phí cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Vina TNT xuất 4,8 tấn nhãn lồng Hưng Yên giới thiệu tại thị trường Hoa Kỳ. Hoạt động kết nối cung cầu năm 2017 đã tạo được liên kết, trao đổi và tiêu thụ hàng hóa giữa các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các doanh nghiệp ở các tỉnh, thành phố của cả nước, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh, các trang trại, nhà vườn gặp gỡ, tìm hiểu nhu cầu, phương thức, tiêu chuẩn thu mua của các hệ thống siêu thị, chợ đầu mối, các nhà phân phối tiêu thụ, đồng thời nắm bắt được xu thế thị trường và thị hiếu của người tiêu dùng, để từ đó thay đổi chiến lược kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, bao bì sản phẩm phù hợp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Sau các hoạt động trên, nhiều doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng nguyên tắc hợp tác kinh doanh, ký kết hợp đồng mua bán giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và doanh nghiệp phân phối tiêu thụ. Các hợp tác xã, hộ nông dân trồng nhãn, các doanh nghiệp đầu mối thu mua trong tỉnh đã bước đầu xây dựng được những phương thức liên kết tiêu thụ sản phẩm nhãn bền vững, chuyên nghiệp hơn. Các sản phẩm cam, bưởi và các sản phẩm nông sản khác của tỉnh như thanh long ruột đỏ, dưa lưới, nhãn muộn, ổi, chanh, nông sản đã qua chế biến, hạt sen, long nhãn, mật ong, tinh bột nghệ, cũng được người tiêu dùng và nhiều doanh nghiệp đầu mối, nhà phân phối siêu thị trong và ngoài nước tìm đến thu mua sản phẩm với sản lượng tiêu thụ hàng nghìn tấn. Ngày 29 tháng 5 năm 2018 tới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018. Cái mục tiêu chúng tôi đó là nhằm để giới thiệu những sản phẩm nông nghiệp nói chung đến với lại người tiêu dùng mà trong toàn quốc và đặc biệt là với thị trường của Hà Nội thông qua cái hệ thống các cái kênh phân phối, đó là các cái siêu thị và các cái nhà hàng và những cái cơ sở chế biến, thu mua và chế biến những sản phẩm nông nghiệp. Với Hưng Yên chúng ta thì một số sản phẩm chủ lực như là hiện nay thì chúng ta đang tới cái mùa vải của phổ cờ. Tiếp theo đó là các sản phẩm như là nhãn, là cây có múi, cam và nghệ, chanh tứ thời và đặc biệt một số các cây dược liệu và cây rau màu của tỉnh Hưng Yên. Hoạt động kết nối giao thương, kết nối cung cầu đã đem lại hiệu quả thiết thực cho các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tạo được liên kết, trao đổi và tiêu thụ hàng hóa giữa các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố của cả nước, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh, các trang trại, nhà vườn gặp gỡ, tìm hiểu nhu cầu, phương thức, tiêu chuẩn thu mua của các hệ thống siêu thị, chợ đầu mối, các nhà phân phối tiêu thụ trong cả nước. Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Trung ương phối hợp với Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị thí điểm quản lý hội viên doanh nghiệp nhỏ và vừa theo mô hình từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Hiện nay, trên toàn tỉnh có hơn 9.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Ngoài hơn 1.000 doanh nghiệp FDI thì hầu hết các doanh nghiệp thuộc loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong số đó, mới có gần 600 doanh nghiệp tham gia sinh hoạt hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh. Từ thực tế trên, việc thí điểm quản lý hội viên theo mô hình từ cuộc cách mạng 4.0 sẽ giúp hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa nắm bắt được các hội viên của mình đang cần gì và có những điều kiện gì để phát triển doanh nghiệp. Từ đó, hiệp hội doanh nghiệp tham mưu xây dựng những chính sách phù hợp nhất cho từng hội viên, qua đó góp phần vào việc hỗ trợ kịp thời nhất, giúp hội viên giải quyết khó khăn của mình một cách tốt nhất, tạo điều kiện tốt nhất cho hội viên phát triển trong sản xuất kinh doanh, giúp cho hội viên quản lý về chiến lược và quản lý tài chính tốt hơn.
Từ đó, hội viên doanh nghiệp vừa và nhỏ mới có sức cạnh tranh cao, góp phần vào việc phát triển kinh tế của hội viên doanh nghiệp và chung tay góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Với vai trò là cầu nối giữa bốn nhà trong sản xuất nông nghiệp, những năm qua, Hội Nông dân trong tỉnh Hà Nam đã phối hợp với công ty doanh nghiệp tổ chức chương trình hỗ trợ phân bón theo hình thức trả chậm, giúp hộ nông dân có thêm nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất. Kết quả từ đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã liên kết cung ứng trên 4.200 tấn phân bón NPK Lâm Thao, Đạm Phú Mỹ theo phương thức trả chậm cho bà con nông dân trong tỉnh. Cùng với đó phối hợp tổ chức 186 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về cách sử dụng phân bón đúng cách và hiệu quả, cách nhận biết phân bón thật giả, cách chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên một số loại cây trồng, thu hút trên 12.000 lượt hội viên nông dân tham gia. Để chương trình ngày càng phát triển hơn nữa, thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của chương trình để bà con nông dân nắm được và chủ động tham gia, vận động doanh nghiệp giảm giá thành sản phẩm và mở rộng số lượng cung ứng hơn nữa. Trong những năm qua, sản xuất nông nghiệp của huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đạt nhiều kết quả, nhưng năng suất chất lượng một số cây trồng vật nuôi còn hạn chế, ít vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn. Trong đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp của huyện giai đoạn 2015-2020, chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh của huyện đã mở ra hướng phát triển mới. Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng năng suất và chất lượng cao, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, tạo ra những vùng sản xuất hàng hóa tập trung lớn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu là mục tiêu lớn của nông nghiệp huyện Nam Sách. Để thực hiện mục tiêu này, huyện đã triển khai một số chương trình, đề án, dự án phát triển sản xuất nông nghiệp như sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao, hoa, cây màu giá trị kinh tế cao, phát triển chăn nuôi theo vùng, xã trọng điểm, bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt. Hiện nay, Nam Sách có 100 ha chuyên trồng rau màu, 100 ha trồng dưa, 500 ha nuôi trồng thủy sản và cây ăn quả. Ở Nam Sách đã hình thành vùng trồng hoa tập trung có giá trị kinh tế cao tại xã Hồng Phong, trồng dưa xã Quốc Tuấn, vùng trồng hành tỏi xã Nam Trung, An Lâm, An Bình, Hợp Tiến, góp phần nâng cao thu nhập người nông dân, nhiều hộ gia đình vươn lên khá giàu. Thưa quý vị và các bạn, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương của tỉnh, thời gian qua, các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh của Thái Bình đã tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập, đổi mới xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, có tính ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với hệ thống hành chính doanh nghiệp đoàn thể nên còn nặng tính bao cấp, tâm lý trông chờ vào ngân sách nhà nước còn phổ biến, đặc biệt là chất lượng dịch vụ công còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao, đa dạng của xã hội. Khắc phục những hạn chế này là một trong những mục tiêu của việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, tỉnh đoàn sẽ sắp nhập trường cán bộ thanh thiếu nhi vào Trung tâm Hoạt động Văn hóa Thể thao Thanh thiếu niên tỉnh và đổi tên thành Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh. Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh giữ nguyên mô hình như hiện nay, song sắp xếp lại các tổ chức bên trong tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Tương tự, Liên đoàn Lao động tỉnh đối với trường Trung cấp nghề Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Thái Bình, nếu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bàn giao về cho tỉnh quản lý sẽ sắp nhập vào trường Cao đẳng nghề Thái Bình. Đối với Trung tâm dạy nghề phụ nữ, chuyển chức năng nhiệm vụ của Trung tâm về Ban gia đình xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân đổi tên thành Trung tâm hỗ trợ nông dân trực thuộc Hội Nông dân tỉnh. Các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh phải hoàn thành việc sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, từ 7 đơn vị trực thuộc sắp xếp lại còn 4 đơn vị. Về tổ chức bên trong, giảm 3 phòng chức năng và giảm 7 biên chế, lãnh đạo giảm 3 giám đốc, 4 phó giám đốc. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp nội dung chương trình. Những năm gần đây, mạng lưới khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền đã được củng cố, phát triển rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở, góp phần thực hiện hiệu quả việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, ghi nhận tại tỉnh Nam Định. Nêu cao y đức, y thuật, y lý của người thầy thuốc đông y, chữa bệnh cứu người làm gốc, hơn 100 cơ sở khám chữa bệnh đông y, trong đó có 10 phòng chẩn trị trên địa bàn tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và làm tốt công tác từ thiện. Trong năm qua, Hội Đông y tỉnh tuyên truyền tới các hội viên nỗ lực phấn đấu rèn đức luyện tài, nâng cao y thuật. Những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc như điện châm cứu, bấm huyệt ngày càng được ứng dụng rộng rãi. Hàng năm, các cơ sở đông y trên địa bàn tỉnh đã khám chẩn trị cho gần 800.000 lượt người. Riêng 10 cơ sở chẩn trị của Hội Đông y các huyện và thành phố quản lý đã khám và điều trị cho hơn 200.000 lượt người.
Tại xã Châu Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phòng Giáo dục Đào tạo, Phòng Thương binh và Xã hội huyện Tuy Tiên phối hợp với Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Hà Nam tổ chức tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em. Trên 500 đại biểu đại diện ban giám hiệu các trường trung học cơ sở, tiểu học trong huyện, giáo viên học sinh trường tiểu học B Châu Giang và phụ huynh học sinh đã được chia sẻ kiến thức bổ ích về vấn đề xâm hại tình dục trẻ em, kỹ năng nhận biết, dấu hiệu, nguy cơ trẻ em bị xâm hại tình dục và cách phòng chống. Đồng thời giao lưu kiến thức giới tính để trẻ có thể tự bảo vệ mình trước một số tình huống có thể xảy ra trong đời sống. Thông qua buổi truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh, kiến thức về giới tính và cách phòng chống xâm hại tình dục, sự quan tâm chăm sóc của các bậc cha mẹ dành cho con cái, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội, góp phần chung tay bảo vệ trẻ em trước những mối nguy hiểm từ vấn nạn xâm hại tình dục. Với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt trong đợt cao điểm của mùa hè nắng nóng, Điện lực Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng điện liên tục an toàn. Theo đánh giá chung của ngành điện và nhu cầu thực tế hàng năm, sản lượng điện vào thời điểm nắng nóng kéo dài sẽ tăng cao. Do vậy, việc chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp đóng vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo nguồn điện liên tục an toàn ở thời gian cao điểm. Thực hiện nhiệm vụ này, đến cuối năm 2017 và những tháng đầu năm nay, Điện lực Kim Thành đã lắp đặt bổ sung 9 trạm biến áp chống quá tải với công suất trên 3.440 kV-A nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng điện và tiến độ phát triển phụ tải của nhân dân trong 5 năm tới, nâng công suất trạm biến áp 110 kV lai khê. Đến thời điểm này, Điện lực Kim Thành đã cơ bản hoàn thành các hạng mục nâng cấp, sửa chữa lưới điện phục vụ phòng chống lụt bão và mùa nắng nóng. Bên cạnh đó, phân công lực lượng ứng trực chuẩn bị sẵn sàng vật tư, trang thiết bị phương tiện, sẵn sàng xử lý nhanh nhất sự cố xảy ra, đồng thời thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết trên địa bàn, bố trí tăng cường lực lượng ứng trực trong các ngày có nắng nóng để kịp thời xử lý nếu có sự cố xảy ra. Thực hiện phong trào phụ nữ Nho Quan chung sức xây dựng nông thôn mới, thời gian qua các cấp hội phụ nữ trong huyện đã và đang triển khai nhiều mô hình mang lại hiệu quả tích cực, thu hút được chị em phụ nữ tham gia. Đặc biệt là mô hình tuyến đường hoa phụ nữ đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường. Hội phụ nữ thị trấn Nho Quan cũng triển khai thực hiện mô hình tuyến đường hoa tại 12 tổ dân phố. Ở những nơi đã trồng hoa, không còn tình trạng vứt rác thải bừa bãi như trước. Sau một thời gian triển khai đến nay, hội phụ nữ thị trấn đã trồng được trên 7.000 mét đường hoa. Đến nay, mô hình đã được triển khai ở 13 trên 27 xã thị trấn, trồng được gần 30 km với đủ các loại hoa, không chỉ tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp mà còn làm thay đổi hành vi, ý thức bảo vệ môi trường của người dân. Mô hình xây dựng tuyến đường hoa sáng, xanh, sạch, đẹp của Hội Phụ Nữ huyện Nho Quan là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tích cực cùng với các cấp, các ngành trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện. Xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã trồng hoa trên các tuyến đường của xã. Cán bộ, đảng viên, lực lượng đoàn viên thanh niên, giáo viên, học sinh trường trung học cơ sở và nhân dân các xóm 2, 3, 5, thôn Hạ Vĩ đã trồng được khoảng 2.700 m2 hoa ở các trục đường xã. Kinh phí trồng hoa ở các tuyến đường được thực hiện từ nguồn xã hội hóa với tổng số tiền 50 triệu đồng. Để đường hoa phát huy hiệu quả, xã Nhân Chính giao cho đoàn viên thanh niên, nhân dân các xóm và các hộ gia đình đảm nhận việc chăm sóc. Theo kế hoạch, xã Nhân Chính sẽ trồng 6 km đường hoa tại các tuyến đường trên địa bàn, góp phần hình thành những tuyến đường văn minh sạch đẹp, tạo sự chuyển biến về nhận thức của người dân trong việc góp phần giữ gìn môi trường, xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào thi đua Phụ nữ Thái Bình chung sức bảo vệ môi trường, cán bộ hội viên phụ nữ và các thành viên trong gia đình tích cực tham gia gìn giữ môi trường, thu gom và xử lý chất thải, rác thải. Từ phong trào này, đã xuất hiện nhiều mô hình, nhiều cách làm hay cho các địa phương sớm hoàn thành tiêu chí số 17 về môi trường, nâng cao nhận thức cho nhân dân về môi trường nông thôn mới, xanh, sạch đẹp. Trước thực trạng vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật và rác thải thường bị vứt rải rác trên cánh đồng, Hội Phụ Nữ xã Thụy Bình, huyện Thái Thụy đã hỗ trợ chi hội phụ nữ thôn Trà Hồi xây dựng mô hình điểm cánh đồng sạch, thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Không chỉ thu gom rác mà trên các trục đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng, vào ngày 24 hàng tháng, chị em phụ nữ còn tự giác thu dọn vệ sinh, cắt cỏ, trồng hoa trên các tuyến đường làm cho cảnh quan môi trường sạch đẹp. Đến nay, toàn tỉnh có trên 70 xã xây dựng mô hình đường hoa phụ nữ nông thôn mới. Rác thải, chất thải vứt bừa bãi ra môi trường, gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe của người.
Vì vậy, những điển hình trong phong trào thi đua Phụ nữ Thái Bình chung sức bảo vệ môi trường năm 2018 cần được các cấp hội phụ nữ duy trì thường xuyên, nhân rộng và phát huy để đảm bảo môi trường luôn được xanh, sạch, đẹp. Sau khi Ban Chỉ đạo Liên ngành về An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018, Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh đã thành lập hai đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5. Hai đoàn đã tích cực hoạt động xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm với tổng số tiền 180 triệu đồng. Trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm, hai đoàn thanh tra kiểm tra an toàn thực phẩm tỉnh đã làm việc với 8 ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm các huyện, thị xã, thành phố và tiến hành kiểm tra thanh tra tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Trong tổng số 43 cơ sở sản xuất chế biến được thanh tra kiểm tra, có 21 trên 27 cơ sở vi phạm bị lực lượng chức năng xử lý, xử phạt với số tiền 180 triệu đồng. Trong đó, đoàn thanh tra liên ngành trực tiếp xử lý gần 70 triệu đồng và chuyển ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm các huyện, thị xã, thành phố xử lý xử phạt hơn 110 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động hai cơ sở vi phạm nghiêm trọng. Qua thanh tra kiểm tra, các lỗi vi phạm chủ yếu như điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, điều kiện về con người, ghi nhãn thực phẩm, không có sổ kiểm thực 3 bước. Trong đợt này, đoàn thanh tra kiểm tra an toàn thực phẩm các huyện, thị xã, thành phố cũng ra quân kiểm tra gần 1.000 cơ sở, phát hiện gần 300 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt gần 130 cơ sở với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng, qua đó nâng cao nhận thức cho các chủ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Bãi tập kết trái phép nằm trên địa bàn xã Hùng Cường và một phần diện tích thuộc xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên đã tồn tại nhiều ngày nay, vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, khiến nhân dân hết sức bất bình. Theo phản ánh của nhân dân, bãi cát trên nằm giáp sông Hồng tồn tại từ nhiều ngày nay, có nguy cơ gây sạt lở đê kè. Tìm hiểu sự việc trên, lãnh đạo xã Hùng Cường cho biết, xã cho thuê với diện tích trên 10.000 m2 để trồng cây hàng năm, song chủ hộ đã không thực hiện theo hợp đồng mà biến trên 6.000 m2 đất thành điểm tập kết cát trái phép. Thực hiện kế hoạch 90A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, xã đã tiến hành giải tỏa và thực hiện thanh lý chấm dứt hợp đồng thuê đất vào ngày 30 tháng 12 năm 2017, song sau đó chủ hộ cố tình vi phạm. Xã đã tiến hành lập biên bản xử lý hành chính và gửi thông báo hai lần tới chủ bãi cát trên. Tuy nhiên, chủ hộ có đơn đề nghị đến ngày 30 tháng 5 tới sẽ trả lại mặt bằng. Hiện tại, xã đã báo cáo sự việc lên Ủy ban Nhân dân thành phố và sẽ thực hiện cưỡng chế giải tỏa sau ngày 30 tháng 5 tới nếu chủ hộ cố tình vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, hoạt động của các quán game đã xảy ra nhiều vấn đề phức tạp, gây mất an ninh trật tự. Việc thường tụ tập đông người vi phạm các quy định về giờ giấc, gây tiếng ồn, tình trạng bảo kê tranh giành khách dẫn đến mâu thuẫn, đâm chém lẫn nhau. Điều này khiến người dân vô cùng lo lắng, bức xúc, ghi nhận tại thành phố Hải Dương. Mấy ngày qua, nhiều người dân sinh sống ở khu vực quán game ở 186 đường Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước việc hai nhóm thanh niên khoảng 20 người bịt mặt, đeo khẩu trang, tay cầm mã tấu, tuýp sắt lao vào hỗn chiến ở khu vực quán game này. Hậu quả, nhiều người bị thương, trong đó có Nguyễn Bá Phòng, sinh năm 1996, và Lương Xuân Trường, sinh năm 1994, đều ở Tiên Lãng, Hải Phòng, là chủ quán game ở 186, bị thương nặng, phải đi cấp cứu. Ngoài ra, hai ô tô, hai máy bắn cá bị hư hỏng. Vào cuộc điều tra, đến ngày 17 tháng 5, Công an thành phố Hải Dương đã xác định và bắt giữ được gần 20 đối tượng cùng nhiều dụng cụ, phương tiện liên quan. Trong đó có Đặng Ngọc Nam, sinh năm 1994, ở khu 3 phường Cẩm Thượng, là chủ quán game ở 307 trên đường Nguyễn Thị Duệ. Vào ngày 9 tháng 5 năm 2018, Đặng Ngọc Nam phát hiện tại 186 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải Dương, có một điểm bán cá, kinh doanh máy bán cá, và Nam cho rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến cái kinh doanh của mình, nên Nam đã chủ động gặp Trường và Phòng, là hai đối tượng ở Hải Phòng, thuê cái địa điểm tại khu vực trên và trao đổi là để yêu cầu Trường và Thành chuyển địa điểm đến một địa điểm khác để không ảnh hưởng đến cái việc kinh doanh của Nam. Tuy nhiên thì Trường và Thành không đồng ý, cho nên hai bên phát sinh mâu thuẫn dẫn đến thách thức đánh nhau. Nắm bắt được nhu cầu giải trí của giới trẻ nên nhiều quán game đã được mọc lên, đặc biệt ở những khu tập trung đông người như các khu công nghiệp, khu gần các trường học, ký túc xá, khu chợ.
bên cạnh một số chủ quán chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh, thì không ít các chủ quán do lợi nhuận đã chấp hành không nghiêm chỉnh các quy định như hoạt động quá giờ, quá trình hoạt động gây tiếng ồn, tiếp tay cho đánh bạc cá độ, cho về lãi, có sự xuất hiện của cả các đối tượng hình sự ma túy. Bên cạnh đó, còn có tình trạng bảo kê, tranh giành khách dẫn đến mâu thuẫn giữa các chủ quán game với nhau hoặc giữa chủ quán với khách đến chơi game. Từ đó xảy ra nhiều vụ ẩu đả, hỗn chiến theo kiểu giang hồ gây mất an ninh trật tự, làm cho người dân lo lắng, bức xúc. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.